Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cảnh núi Khỉ V3. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cảnh mấy chú khỉ ăn xoài cát. Hôm nay người ta đem lên một tụ xoài cát quá trời luôn. Rồi cho mấy ảnh ăn. Mấy ảnh xuống món này khoái lắm luôn các bạn ơi. Món này mấy chú khỉ mời lắm. Xoài cát nó vừa thơm mà vừa ngon nữa. À, mời các bạn xem nha. Hiện giờ đang là buổi sáng các bạn. Buổi sáng mấy ảnh còn đói bụng mà gặp cái món xoài cát này nữa là coi như là quá trời ngon luôn.